mua đồ hướng tiền tại chị nhanh đúng không? Ha, mua cái nẻo có bánh quy. Cái bản nẻo có bánh quy thì không ngon. Nó thấy là ui thằng support này cầm nhiệt huyết rồi, cầm sai bản rồi. Rồi luôn. Đứng lấy sai đi. Rồi, Ray chết rồi đó. What? Thằng ăn mạng vậy, cái này ăn mạng rồi luôn. À, nó mua hai cái nhẫn đồ ra, hai xìa mắt ăn. Ê, đập nó, tao đây, tao tới. Tao tới lát này, tao kỹ sức trước. Giờ mới kéo nè con. Chạy này. Về đi. Rồi ra phát đi, ra phát sớm đi. Mất khe rồi. Mày chưa mất là được rồi. Ra là kéo đánh luôn. Mày cũng hết nhưng mà mày hút ít lắm. Hút lính tướng mới nhiều thôi, hút lính ít lắm. Đi xin kìa. Rồi mình lấy level 2 trước rồi. Giờ lính mày bắn hút máu đó. Bắn hai con đấy đi. À, đây nè. Bạn mở này. Đỡ này. Kinh đỡ không? Dù kinh đấy. Bay vô. Mắc mà lên. Bay vô nè. Sao mà chết luôn. Mày. Cái gì? Mày tám tách rồi đấy. Giỡn đi. Kéo đẩy được. Con nào không có gì đẩy đứng lấy. Ôi ôi lấy luôn này. Tha hồ lấy hit. Ý xe. Á kẹt. Nóng thiệt. Cái gì đẩy bà cho rồi. Nó tao farm thì một con rồi, 12 con rồi nè. Chắc không dính đâu. Chắc không dính đâu. Bà mợ mình giỡn hả? Chưa mua đồ á nha. Một cái. Cái gì chạy. Có ward rồi nè. Tao mua ward sớm quá. Rolling golem gathers no rust.
Cái gì? Rồi nè. Ly xin xuống nè. Bố mày kiệt sức mày luôn. Sao? Cái gì vậy mày? Trời ơi, Thi ơi là Thi. Đừng có đẩy đi, Ly xin nó tới cũng chết. Là kéo nè. Úi giác. Mấy hai này tách ra ta. Đi theo một hướng. Ui. What the fuck? Nhẹ vậy? Kéo thật rét. Chắc anh không kéo. Chắc anh không kéo chứ cũng thằng thật rét đâu. Sau thì sau. Ở lại nè, ở lại đứng 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 đứng. Mày pha mấy tao hồi máu. Kéo thật rét giết thôi. Giết thằng đó. Thằng đấy, thằng xe đi thôi. Mẹ, mày hả con chó? Mày hả? Mày hả? Mày hả? Để tao. Rồi, đánh nó đi. Bố mày có giày đây này. Tại sao? Ghê à? Lấy cái gì đi qua giếng? Ơ, lát. Lát, lát. Rồi. Ê, slow. Ê. Cóc sao nè? Ừ, xấu rồi. Rồi. Nó... cái gì quá? Đấm nó lên phụ được một cái đấm mày đánh nhắm mày đánh chết nổi nó không? Một cái đấm. Chỉ một cái đấm nó nổi chết không? Có mày người ta mới tắt tiếng đi chứ. Rồi tao chết. Rồi tao chết xong rồi nó dí mày nó đánh mày chết. Sao dí đường nó tắt tiếng đi mày cứ dí mày đánh nó đánh tao một mày đánh tao nó đánh mày là tao đánh nó chết rồi sao? Bỏ tao. Bỏ tao rồi tao lên tao quậy luôn. Mày khỏi mất lát, dí đằng kia. Kéo support trước chứ AD nó ai biết tụi kéo được dead đâu. Nhóm support đang thấp máu kéo mà sốc. Quả đấy mình không có kiệt sức thì mình lỗ rồi. Giờ có kiệt sức rồi nè. Kiệt sức lát. Nó không có lát. Khi có lát mình có kiệt sức rồi. Nó hết bell. Giờ kéo là giết. Giờ 6 rồi nè. Ê, nó bỏ AD ở đây rồi nè. Đủ đồ ra là kéo luôn. Bằng trụ luôn, đẩy vô. Thôi nó về đó. Đi đâu rồi? Ray miết rồi kìa. Đập nát trụ chứ đi. Bị lỗi áp cà. Ê, bạn như nào? Hả? Bạn kia đâu rồi? Đổi tu nè. Đi về. Giết nó luôn. Giết gì Ray nè.
Ê vậy. Ấy tao kỳ xích nhầm thằng rồi. Được đi. Để đi. Này. Kỳ xích nhầm thằng, kỳ xích AD đi. Rồi luôn. Rồi luôn. Bắn bằng cái. Cũng vậy à. Rồi tao bị cái này rồi. Có cái này rồi, có cái này rồi. Mình giết thằng nào. Solo, mày solo, tuổi, giỡn mặt, solo. Ý sao mày không đợi tao? Được. Thật nữa nè. Đi đây đi, tao bước chạy nhanh chưa? Ây, chạy nhanh nè. Rồi, chết rồi. Cần mua mắt không ta? Không biết có cần mua mắt không đây. Tao thấy mắt mình nó sáng sáng. Tao nghĩ khỏi đi. Đi RAM nè. Luôn luôn có mặt. Bà mở mày. Trời ơi, ram bầy luôn. Blindness is no impairment. Gì? Cắm mày hả? Cho mày, cho mày cái quần tím nè. Anh tam hợp này. Anh đấm bỏ mà. Còn lại chơi hết, giết hết.
Nè. Để đâu? Ôi né. Sớt. Đó, với được phát nữa. Còn mới hơi R không tới. Thì ra là bạn đã detune. Bạn một chức. Trong cái hoàn cảnh hit run mà vừa né kéo mình luôn ghê. Hoàn cảnh vừa khắc nghiệt và vừa dính slow. Rồi. Bạn là của tôi. Chắc không chết đâu. Mày ra là cái gì? Thậm chí là thằng AD tao phun máu tao đập luôn. Má. Ý hổ. Tam hợp rồi nha mày. Thằng nó hổ lâu đấm vỡ mồm. Bạn còn nữa à, mấy anh cho em 3 con rep nữa coi. Thiệt chứ. Một trời AD, 3 AD này là trận này được cô lập quá nha. Có gánh team 20GG. Sao thấy gì bay đẹp dữ vậy? Triple kill. Sao boss phải đi farm gánh team hả trời? Chạy đường này. Cái đặt vừa đi vô đây, cái gặp red nó vô cây vậy. Đến gì ta? Giáp gai đi. Giáp gai đuồng AD nó đi. Bên nó toàn đánh thường nên giáp gai là chọn bài. Thiệt lên giáp gai là cần luôn thằng Yasuo. Hứa luôn. Ôi support 737. Đi với anh cần 5 thi. Đi với anh là chú cần 5. Tao có lát. Cho mày lại biết đánh đấy. Ôn vật tương tủng này. Bà mở mày sức chạy. Đâu rồi. Đây. Yeah. Hai. Tao có rồi, mang đi. Mày bê trụ đi, bê trụ đi. Mày nghĩ gì á? Tao có đòi đi. Tao tính toan á. Tao là sụp tao phải ăn chứ. Ở đây ngu anh. Nó
thằng Thares nè. Ê ê ê. À, support. Kéo thẳng. Ồ nè. Bạn nghĩ sao bạn kéo tới vậy? Đấm móc lên anh nhỏ nhanh nè. Dụ được rồi. Rồi sao? Ôi ôi giật kìa giật kìa giật kìa. Ui trời ơi bạn đó đã trời ơi. Mày nhiều chiêu thức quá ha. Mày chạy ha. Quý địch. Trời ơi mấy ông thấy chưa? Mấy ông thấy cái gì chưa? Kinh vãi. Cool ghê ha. Rồi, ê chạy. Ô! Shit man, con gì nó không tin à? Tắt ra anh em ơi. Rồi. Có gì để kiếm tao đọc nó coi. Tối ra. Né, hit run né. Kinh vãi. Vừa thấy ba. Gì mà kinh vãi. Tao làm gì giờ? Mày nghĩ mày chạy được với anh không siêu bờ lít? Thôi, chia tay nha. Không tới á, chạy. Quỷ tới chạy. Ôi quỷ không, mày chạy đua hả? Thích chạy đua không? Mấy bạn có biết siêu blitz gắn tim 20GB không? Thiệt chứ thằng AD này. Tao gặp rồi. Từ 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 từ. Quật trong đấy nhiều lắm mấy thị ơi. Đấy mày đòi rồi xác định. Rồi tới nè. Màn hình. Như nào kéo. Rồi như cứt luôn. Tao biết là mày ăn được nên tao mới kéo hụt á. Xong tan. Rồi vô đập nhà nó, còn cái gì nữa đâu thì. Cái le này cái gì? Thích thì băng trụ. Đi ra chơi. Nè à. Địch cho một cái nè, bắn lắm. Ôi không xin nghe, chơi không? Mày, mày, mày. Red, red cho tôi. Không có rồi. Precisely.
where I want it to be. Đuổi cái cục cứt, thấy bò liếc chưa? Đuổi cái cục cứt cái gì? Trời ơi, trụ là gì? Trụ chỉ là phù du mà thôi, hiểu chưa? Thằng nào nữa? Bơ ai? Trời ơi, support Kadea, support kìa. Kadea support là 11-3-16. Này ngựa, này ngựa này. Cần gì đến tường đó thấy không, chết lắm vậy chết hai rồi anh keo nó ra nó buồn chết queo luôn, nó ba món rồi luôn. Ờ hê thôi, có bất tử lộ bắn nó luôn chứ sao vậy. Không nghĩ là tới đéo tin được. Rồi hồi được miếng máu rồi, thằng này chết rồi. Đuôi vô cái này nhảy qua nó. Đuôi vô cái này nhảy qua nó. Ủa cầm cái lệ làm gì vậy? Đuôi vô cái trụ nhảy qua nó kìa. Rồi chết luôn. Rồi luôn. Đến gì chạy nhanh nữa ta. Ôi chết cha, bấm nhầm rồi. Thì giờ chủ chém nhau solo. Solo. À cái đẹp bà má thằng Lee Sin này. Nó đá trên trung góc. Tôi bảo là Yasuo ra chém nhau. 50 đồng thì chứ support gánh tim quá. Tôi còn chưa thèm xài con tim, nó chết quá em. Đấm solo thôi đó, ý là chỉ đấm thôi đó. Để con tim giật điện là đủ chết rồi. Đéo tin được.